Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Anime. Vậy là chẳng còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ được đón nhận sự trở lại của những siêu phẩm anime trong tháng 10 này. Những cái tên đã quá quen thuộc với fan anime, như chúng ta phải kể đến, đó là Thất Đại Tội Nanatsu no Taizai, SAO, Học Viện Anh Hùng Boku no Hero, và một cái tên không thể thiếu, đó là Shokugeki no Soma. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp những bộ anime sẽ tái xuất vào tháng 10 này nha. Let's go! Shokugeki no Soma là một bộ anime lấy đề tài ẩm thực và học đường. Nội dung câu chuyện kể về chàng trai tên là Yukihira Soma, một học sinh chuẩn bị lên cao trung, sống cùng với cha mình và làm việc trong khu phố mua sắm. Từ nhỏ, Soma đã sở hữu khả năng thiên phú về nấu ăn. Năm 3 tuổi, cậu đã bắt đầu vào bếp và cầm dao cùng với cha mình. Soma nhanh chóng thể hiện mình là một thiên tài nấu nướng từ những ngày đầu tiên. Khi lớn lên, Soma thường cùng cha mình tranh đấu tài nghệ ở quán ăn gia đình Yukihira của ông. Cả hai đã tranh tài với nhau hơn 500 trận đấu. Nhưng Yukihira chưa bao giờ thắng nổi cha mình dù chỉ một trận. Vào ngày nọ, khi cha cậu là ông Yuichiro Yukihira nhận được lời mời nấu ăn ở thành phố New York, ông đã quyết định sẽ đóng cửa quán trong vòng 2-3 năm và gửi Soma đến một ngôi trường nội trú khác ở Nhật Bản. Khi đến nơi, cậu đã rất sốc khi biết được ngôi trường cậu chuẩn bị thi tuyển chính là trường dạy ẩm thực danh giá nhất ở Nhật Bản, Học viện Totsuki, nơi mà các học sinh tốt nghiệp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại đây, Soma đã gặp Erina Nakiri, học sinh năm nhất khối cao trung, đồng thời cũng là giám khảo trong kỳ thi tuyển. Erina cũng chính là thành viên trẻ nhất trong thập kỷ nhân, một hội với 10 học sinh tài năng nhất nhà trường, nắm giữ quyền hạng còn cao hơn cả giáo viên tại đây. Soma đã chinh phục Erina bằng một món trứng bình dân, khiến cô phải ngượng đỏ mặt vì đã nói món của Soma là vị đáy của ẩm thực trước đó. Dù Soma đã bị Erina loại trực tiếp, nhưng cậu vẫn được thông qua và chuyển tới học viện nhờ tài năng của mình. Tại đây, cậu đã mạnh miệng tuyên bố rằng, "Học viện này chỉ để lót đường cho tôi mà thôi. Tôi sẽ không thua kém những người cả đời chưa đứng trước mặt khách một lần. Tóm lại, khi tôi vào đây, tôi sẽ đứng trên tất cả." Kể từ câu nói đó, Soma đã trở thành kẻ thù của cả học viện và cái gai trong mắt của những kẻ sừng sỏ tại Totsuki. Hành trình chinh phục trên trời ẩm thực của Yukihira Soma bắt đầu. Một bộ anime hiếm hoi khai thác đề tài ẩm thực, Soma đã tạo được những ấn tượng mạnh đến với fan anime bởi một màu sắc ẩm thực hoàn toàn mới, mở ra một chân trời mỹ vị và những trận tranh tài mãn nhãn. Các trận chiến tranh tài nghẹt thở, những thử thách và những kẻ thù đầy tài năng đã giúp Shokugeki no Soma gặt hái được những thành công rực rỡ. Và đặc biệt, tác giả của bộ phim là một họa sĩ vẽ hentai nên đảm bảo phim có rất nhiều cảnh vô cùng thú vị. Vào ngày 7 tháng 10 này, season 5 của Shokugeki sẽ chính thức khởi động, phần 5 này sẽ nối tiếp phần 4 của phim. Học viện Totsuki đã bị cha của Erina và Azima Nagiri chiếm giữ với sự giúp đỡ của các thành viên thập kỷ nhân. Azima đã thay đổi toàn bộ trật tự của học viện. Nhóm của Soma quyết tâm giành lại Totsuki, đưa nó về trạng thái ban đầu và trật tự vốn có của nó bằng cách thách đấu với Shokugeki và các thành viên thập kỷ nhân, chiếm ghế trong hội đồng và giành lại học viện. Cá nhân tớ thấy đây sẽ là một phần phim vô cùng gay cấn với những trận chiến cân não giữa các thiên tài ẩm thực, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều cảm xúc với fan của Shokugeki no Soma. Một bộ phim lấy đề tài hành động được ra mắt vào năm 2014, Nanatsu no Taizai nhanh chóng đứng vào hàng top những siêu phẩm anime không thể bỏ qua trong thập kỷ này. Tính đến thời điểm hiện tại, Thất Đại Tội đã có tổng cộng 2 phần và mỗi phần sẽ lại có một nội dung khác nhau. Tớ sẽ nêu sơ lược nội dung của từng phần để các cậu không bị lẫn lộn nha. Ở phần 1, nội dung kể về nhóm Thất Đại Tội, 7 thánh hiệp sĩ mạnh nhất trong vương quốc Britannia, bị kết án là có mưu đồ phản quốc, đã bị các thánh kỵ sĩ khác tiêu diệt và bắt giữ. Nhưng sự thật thì không phải như vậy, tất cả mọi thứ chỉ là một màn kịch do các thánh kỵ sĩ dựng lên nhằm mục đích vu oan cho Thất Đại Tội và thực hiện âm mưu đảo chính của bọn chúng. Nhiều năm sau, công chúa thứ 3 của vương quốc Britannia trốn khỏi lâu đài, tìm kiếm Thất Đại Tội và cầu mong họ giúp đỡ giành lại vương quốc từ tay kẻ thù. Vì quá kiệt sức, khi đã đi bộ ngày đêm trong bộ giáp để che giấu gương mặt, Elizabeth đã ngã gục trước một quán rượu có tên là Boar Hat. Tại đây, cô gặp Meliodas, thủ lĩnh của nhóm Thất Đại Tội. Elizabeth đã cầu xin anh giúp đỡ và cứu lấy vương quốc. Meliodas đã chấp nhận và cùng cô lên đường tìm kiếm các thành viên còn lại của Thất Đại Tội để thực hiện kế hoạch cứu lấy vương quốc. Vào mùa 2, sau khi giành lại được vương quốc, nhóm Thất Đại Tội tận hưởng cuộc sống bình yên và được cả vương quốc tung hô. Nhưng cuộc sống êm đẹp đó không kéo dài quá lâu. Vào 3.000 năm trước, đã có một thế lực hắc ám hùng mạnh tồn tại, một tộc sánh ngang hàng với nữ thần tộc và cũng là nỗi khiếp sợ của toàn bộ nhân loại khác. Tên của bọn chúng chính là Ma Thần Tộc. Bọn chúng chỉ là kẻ khơi mào cho cuộc chiến 3.000 năm trước. Hàng ngàn sinh mạng đã hy sinh dưới tay của Ma Thần Tộc, những kẻ máu lạnh khinh thường tất cả các chủng tộc khác. Đứng trước mối đe dọa đó, nữ thần tối cao của nữ thần tộc cùng với các tộc khác đã dùng tất cả sức mạnh của mình để phong ấn chúng lại. Hàng ngàn năm trôi qua, vào thời điểm 10 năm trước khi bắt đầu sự kiện ở phần 1, có một tên ma thần đã thoát ra.
hắn chính là thành viên trong thập giới với cái tên là Fauden, kẻ nắm giữ giới thuật vô dục, đã nhập vào bên trong cơ thể của Jeffers, một thánh kỵ sĩ của vương quốc. Hắn ta đã trú ngụ trong cơ thể đó và tìm cơ hội để phá vỡ phong ấn của ma thần tộc. Tên ma thần đó đã lợi dụng Hendrickson để thực hiện kế hoạch của mình và đã thành công lấy được máu thánh từ Elizabeth. Dreyfus dưới sự kiểm soát của Fauden đã hồi sinh lại thập giới, 10 tên ma thần mạnh nhất chỉ. Bọn chúng chính là những ma thần được chọn bởi ma thần vương để nắm giữ các giới thuật, một dạng sức mạnh đặc biệt không ai có thể phản kháng được. Mục tiêu lần này của bọn chúng chính là hồi sinh ma thần tộc và tiêu diệt kẻ phản bội Meliodas, người đã từng là thủ lĩnh của thập giới nhưng đã phản lại bọn chúng để có thể được sát cánh bên Elizabeth, con gái của nữ thần tối cao và 3.000 năm trước. Nhóm thất đại tội lần này phải đối mặt với một thế lực vô cùng khủng khiếp, cần phải tập hợp và nâng cao sức mạnh của tất cả thành viên. Meliodas đã gặp lại ngạo sư Escanor, người mạnh nhất trong thất đại tội. Cùng nhau, bọn họ đã đánh bại được ma thần tộc, nhưng chỉ tạm thời khiến bọn chúng rút lui và chờ cơ hội để phản công. Được lấy ý tưởng từ 7 hoàng tử của địa ngục trong Kinh Thánh, thất đại tội đã gây được ấn tượng với khán giả nhờ những trận chiến đẹp mắt và những pha hành động vô cùng ấn tượng. Nanatsu no Taizai là một bộ phim rất chỉnh chu trong phần kịch bản. Những chi tiết và những câu chuyện được liên kết chặt chẽ với nhau, tạo nên một mạch truyện cuốn hút các khán giả ở độ tuổi thanh thiếu niên. Tuy nhiên khi xem, nếu ta không tập trung, thì ta có thể bị rối bởi các mốc diễn ra các sự kiện. Là một người đã đọc qua manga rồi, nên tớ dám khẳng định season 3 của phim sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Chúng ta sẽ được thấy viễn cảnh diễn ra cuộc chiến vào 3.000 năm trước, hé lộ quá khứ của các nhân vật trong phim, cũng như sự xuất hiện của các nhân vật mới. Phần 3 của Nanatsu no Taizai sẽ khiến các cậu phải nghẹt thở vì nội dung tuyệt vời đó. Học viện Anh hùng Boku no Hero Academia là một bộ phim nói về một thế giới nơi 80% dân số đều sở hữu siêu năng lực. Khi mà chuyện nhìn thấy một người có khả năng bay lượn hay thở ra lửa không có gì là ngạc nhiên. Câu chuyện kể về anh main của chúng ta có tên là Midoriya Izuku. Từ nhỏ, cậu đã luôn mơ ước được trở thành anh hùng giống như thần tượng của mình, All Might. Kể từ khi cậu vô tình xem được video All Might cứu người dân trong một cơn hỏa hoạn, Izuku đã nhanh chóng bị thu hút bởi sức mạnh của All Might. Khi cứu người, ông ấy luôn nở một nụ cười trên môi như muốn nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi vì có tôi ở đây rồi. Từ đó, Izuku hạ quyết tâm khi có được năng lực, cậu sẽ luyện tập thật chăm chỉ để trở thành anh hùng giống như All Might. Nhưng một chuyện đau buồn đã xảy ra với cậu. Tất cả đứa trẻ khi lên 4 đều sẽ bộc lộ năng lực của mình, nhưng Izuku thì không. Bác sĩ đã chẩn đoán rằng Izuku không có siêu năng lực, cậu chỉ là một con người bình thường. Cậu bé đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng ước mơ trở thành siêu anh hùng của cậu vẫn chưa hề tắt. Và một ngày nọ, khi trên đường đi học, Izuku đã bị một con quái vật tấn công và may mắn được một anh hùng cứu sống. Điều bất ngờ ở đây là người anh hùng đó chính là All Might. Sau khi được cứu sống, cậu đã hỏi ông ấy rằng một kẻ vô năng như cháu có trở thành anh hùng giống như chú được không? Câu nói đó đã khiến All Might có ấn tượng mạnh về cậu bé này. All Might bất ngờ hiện hình thành một ông chú gầy gò miếu, nói chưa được một câu là hộc máu mồm. Ông nói đây chính là di chứng cho trận chiến 5 năm trước. Giới hạn anh hùng của All Might chỉ còn 3 tiếng một ngày. Ông đã cho Izuku thấy sự khó khăn của việc làm anh hùng và khuyên cậu hãy từ bỏ và nghĩ đến thực tế. Izuku đã rất sốc trước những gì mình thấy và nghe được. Cậu đã tuyệt vọng ra về. Trên đường về, cậu vô tình thấy con quái vật đã tấn công mình trước đó đang bắt giữ Bakugo, một người bạn của cậu. Trong khoảnh khắc đó, Izuku đã rất sợ hãi, nhưng bản năng anh hùng của cậu đã trỗi dậy. Izuku đã lao vào cứu Bakugo, dù cậu biết mình sẽ chẳng làm được gì. Chính giây phút đó, All Might đã nhận thấy điều đặc biệt của cậu bé này. Ông đã lao ra giải cứu tất cả và gửi lời xin lỗi đến cậu bé. Sau khi cuộc tấn công đó kết thúc, ông đã gặp riêng Izuku và quyết định nói về bí mật sức mạnh của ông cho cậu biết. Năng lực One for All của ông được người khác truyền lại và bây giờ Izuku chính là người được chọn tiếp theo để sở hữu sức mạnh đó. Hành trình của cậu chính thức bắt đầu. Đó chính là nội dung của Boku no Hero Academia. Theo tớ thấy, so với những bộ khác trở lại vào mùa này thì Boku no Hero Academia có hơi lép vế về tiếng vang của phim trước đó. Tuy đã tạo được dấu ấn cho mình và được đứng trong hàng siêu phẩm, nhưng vì comeback cùng đời với các ông lớn khác, rất có khả năng Boku no Hero Academia sẽ bị lu mờ. Cá nhân tớ vẫn đánh giá đây là một siêu phẩm rất hay, nên các cậu hãy đón chờ màn comeback của phim nha. Là một bộ anime nổi bật nhất trong danh sách này, Sword Art Online, hay còn gọi tắt là SAO, đã từng làm mưa làm gió trong khắp cộng đồng fan anime nói chung. Phim lấy bối cảnh vào năm 2022, khi trò chơi game nhập vai thực tế ảo trực tuyến nhiều người chơi đầu tiên, Sword Art Online hay SAO được ra mắt. Nhờ Nerve Gear, một chiếc mũ thực tại ảo có thể tác động vào giác quan của người sử dụng thông qua não bộ. Nhờ đó, người chơi có thể trải nghiệm và điều khiển những vật ảo trong game của họ bằng ý thức của chính chủ thể. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2022, 10.000 người chơi đã đăng nhập lần đầu tiên và phát hiện ra rằng mình đã bị nhốt trong trò chơi không thể đăng xuất. Sau đó, một người tên là Kayaba Akihiko xuất hiện
ông là người tạo ra SAO, cho họ biết rằng nếu muốn thoát ra thì họ phải đến được tầng 100 của tòa nhà trong game và đánh bại trùng cuối. Nếu để mất mạng trong SAO thì người chơi cũng sẽ chết ngoài đời thực. Câu chuyện kể về Kirito, một người chơi trình độ cao quyết tâm phá đảo game. Khi trò chơi đã bắt đầu được 2 tháng, Kirito kết bạn với một người chơi nữ tên là Asuna và cậu đã yêu cô say đắm. Sau khi Kirito phát hiện ra nhân dạng của Kayaba trong SAO, cậu đối đầu và đánh bại hắn trong một trận đấu tay đôi, giải thoát chính mình và những người chơi khác khỏi trò chơi. Lúc trở về thế giới thực, Kirito biết được rằng Asuna và một số người chơi SAO vẫn chưa tỉnh lại. Kirito đã lần theo manh mối về địa chỉ Asuna đang ở trong một trò chơi khác có tên là Alfheim Online, ALO. Kirito đã đăng nhập vào đó, anh được cô em gái Suguha giúp đỡ và phát hiện ra rằng những người chơi bị bắt vào ALO là một phần của kế hoạch thử nghiệm bất hợp pháp của Nobuyuki Sukou để điều khiển họ, trong đó có cả Asuna, người hắn dự định cưới ở thế giới thực để thâu tóm công ty của gia đình cô. Sau khi Kirito ngăn cản kế hoạch của Nobuyuki, cậu cuối cùng cũng hội ngộ với Asuna ở thế giới thực. Nói chung khi nhắc đến SAO thì tất cả chúng ta đã quá quen thuộc với một bộ phim trong hàng siêu phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã có hơn cả 100 tập. Phim rất biết cách khai thác về đề tài gamer, đánh thẳng tâm lý vào các thanh thiếu niên hiện nay nên đã giành được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Ở 2 season trước, Sword Art Online đã làm rất tốt về việc phát triển và giữ vững vị trí trong lòng fan. Phần phim sắp tới đây, tớ hy vọng SAO sẽ có một bước đột phá mới. Một ngày nào đó trong tương lai không xa, SAO có thể từ một bộ siêu phẩm trở thành một bộ anime huyền thoại như Fairy Tail, Bleach và những huyền thoại khác. Và đó là những bộ anime hay và đáng mong đợi trong tháng 10 này. Các cậu hãy chú ý theo dõi nhé! Chúng tớ sẽ cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn các cậu đã xem hết video này. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tớ trong thời gian sắp tới nha! Còn bây giờ, Way Too Weird out!